Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm về một switch điều khiển hai led gồm hai nút nhấn. Nếu như mà switch mở thì hai led đều tắt, nếu mà switch đóng lại thì nhấn nút 1 thì led 1 sẽ sáng và nhấn nút 2 led 2 sẽ sáng. Trước tiên là mình sẽ vẽ sơ đồ mạch nha. Mình sẽ cho hai led, led 1 nối với chân RB0, led 2 nối với chân RB1, button 1 thì mình sẽ nói với RB4 và button 2 mình sẽ nói với RB5. Sau đó là mình sẽ vẽ lưu đồ của mạch. Trước tiên là mình sẽ cấu hình cổng. Sau đó là mình sẽ kiểm tra nút nhấn, nếu mà nút nhấn được nhấn á, thì là mình sẽ kiểm tra nút 1. Button nếu mà on á, thì là đèn led sáng, còn nếu mà switch không có đóng thì là đèn tắt. Ở đây mình kiểm tra hai nút nhấn là một nha. Sau đó là mình sẽ cho chạy thử, còn mình sẽ viết code. Đây, ở if input switch bằng 1 là mình đang kiểm tra nút nhấn. Và sau đó là mình sẽ kiểm tra switch. Sau đó là mình sẽ dùng lập if input button 1 bằng 0 là mình cũng sẽ kiểm tra nút nhấn. Và tiếp theo đó là tới button 2. Sau đó là mình sẽ cho mình chạy thử. Mình sẽ đóng led. Thì lúc này là hai đèn, cả hai đèn này chưa sáng nhưng mình sẽ nhấn button 1. Đèn 1 là đã sáng rồi. Giờ mình tiếp tục rồi mình nhấn thì đèn 1 tắt. Lúc này là đèn 2 sáng. Mình nhấn một lúc nữa thì đèn 2 nó cũng sẽ tắt.